Chương 817: Tái ngộ. Chàng cười lớn kèm theo năng lượng cuồng bạo, tựa như là sấm rền, nhanh chóng lan tỏa khắp Dị Ma Thành. Trước rất nhiều ánh mắt kinh ngạc của mọi người, chỉ thấy chân trời phía xa, hai đạo lưu quang bay tới nhanh như chớp. Sau vài lần lóe sáng đã xuất hiện trên bầu trời. Quỳnh, lưu quang bay tới, một người trong đó bỗng nhiên tung một trường, lập tức năng lượng tự hắc sắc bùng phát, tựa như bão tố đánh lên bàn tay, nguyên lực khổng lồ ập tới lâm động. Ầm ầm. Hai đạo công kích mạnh mẽ va chạm, tiếng lộ hoàng khắp trời, tất cả mọi người chấn kinh, nhìn thấy bàn tay nguyên lực so cường giả sinh huyền cảnh đại thành ngưng tụ đã bị nhanh chóng tự sắc năng lượng kia xâm thực mất. Người là ai dám ngăn cản nguyên môn ta? Công kích bị chặn lại, một lão giả xám hiện lên trên bầu trời, sắc mặt khó coi nhìn bàn tay khổng lồ tàn biến, ánh mắt tối sầm nhìn vào hai đạo lưu quang quát lớn. Lưu quang biến mất, hai thân ảnh xuất hiện bên cạnh lâm động, một người cao to như tòa tháp bể xa đen, sẫm như là làm từ huyền tiết, dưới cái ánh nắng phản chiếu trên những cái tia sáng kim loại tỏa ra tứ năng lượng mạnh mẽ, cường hãn khó tả. Bên cạnh thân ảnh đó là Lam Tử Mặc Thanh Nghi, dáng đứng cao ngạo so với thân ảnh to lớn bên cạnh quán vô cùng nhỏ bé, điều khiến người ta kinh ngạc gương mặt tuấn mỹ đến kỳ lạ quán, cảm giác ngay cả mỹ nhân cũng phải đố kỵ. Thân hình hai người khác biệt quá lớn, nhìn từ xa rất kích thích thị giác, mà hai người bộ dáng như vậy, ngoài Tiểu Điêu và Tiểu Viêm còn là ai? Đại ca, hình như bọn ta tới muộn, vốn định tới Dị Ma Vực tìm huynh. Tiểu Viêm gãi đầu nhìn Lâm Động cười hiền hậu nói, chẹp chẹp, đúng là chuyện thế không nhỏ, người cũng thật biết gây chuyện, sự việc trong Dị Ma Vực ta từng nghe rồi, làm tốt lắm. Tiểu Điêu hiện thân không hề để ý tới lão giả áo xám, chỉ quay sang nhìn Lâm Động cười trêu đùa một câu rồi nói, không sao chứ. Lâm Động nhìn hai người lắc đầu cười khổ, hắn có thể nhận ra khi hai người thấy hắn bình an vô sự thì thân thể thả lỏng hơn nhiều, sau đó khóe miệng bất giác nhướng lên cười, lòng thấy vô cùng ấm áp. Bọn họ là ai? Phía sau Lâm Động, Ứng Tiếu Tiếu nhìn hai người xuất hiện nhíu mày hỏi. Đó là Lâm Điêu và Lâm Viêm, anh em kết nghĩa với Lâm Động, hồi đó bọn họ cùng tới đạo tông, nhưng sau khi Lâm Động gia nhập thì bọn họ ra ngoài tu luyện. Ứng Hoan Hoan giải thích, hiện nhiên nàng có chút hiểu rõ về hai người Tiểu Điêu, dù sao thì cái lần ở Ma Âm Sơn bọn họ từng kể vai tác chiến. Ồ, Ứng Tiếu Tiếu ngạc nhiên, ánh mắt nhìn hai người có phần ngưng trọng. Từ thân thể sừng sững như tòa tháp của Tiểu Viêm, nàng cảm nhận mùi vị nguy hiểm nồng đậm, dường như đằng sau nụ cười hiền hậu kia ẩn chứa một tính cách vô cùng hiếu sát. Sự hung ác đó tương tự như Lâm Động khi bạo lộ, đúng là có cảm giác gần mực thì đen. Còn về Tiểu Điêu bên cạnh, Ứng Tiếu Tiếu chú ý nhiều hơn gương mặt tuấn mỹ yêu dị quán, sau đó ngưng trọng càng rõ rệt trên gương mặt, vì nàng nhận ra từ hắn không có chút cảm giác nguy hiểm nào cả. Những người làng có cảm giác đó thường có hai loại: một là người không có chút sức uy hiếp nào, hai là người thực lực vượt xa làng quá nhiều, nhiều tới mức mà làng không thể cảm ứng được gì. Nếu trước đó Tiểu Điêu chưa ra tay, có lẽ Ứng Tiếu Tiếu cho rằng là loại thứ nhất, nhưng vừa rồi hắn dễ dàng đánh tan công kích cường giả sinh huyền cảnh đại thành, vì thế có nghĩa là thực lực Tiểu Điêu đã mạnh tới mức mà làng không thể thăm dò, thâm sâu khó lường. Đó là đánh giá của Ứng Tiếu Tiếu dành cho Tiểu Điêu. Nàng cũng cảm thấy kinh ngạc vì Lâm Động có mối quan hệ với nhân vật cấp bậc thế này. Hắc hắc, Tiểu Cô Lương cũng là nhớ kỹ bọn ta nhỉ. Khi hai tỷ muội Ứng Hoan Hoan nói chuyện thì Tiểu Điêu bỗng quay lại cười với Ứng Hoan Hoan một tiếng. Hiển nhiên hắn khá có ấn tượng sâu sắc với Ứng Hoan Hoan. Thân phận luân hồi giả của Ứng Hoan Hoan khiến ngay cả Tiểu Điêu cũng là e dè. Hắn biết nếu Ứng Hoan Hoan thực sự hoàn toàn thức tỉnh, chắc chắn trở thành cường giả đỉnh cấp trong phiến thiên địa này. Có điều tình hình lúc này dường như là lữ tử này có chút tình ý với Lâm Động, đó là chuyện tốt. Ứng Hoan Hoan cũng khẽ cười với Tiểu Điêu. Ủa, Tiểu Điêu rời mắt khỏi Ứng Hoan Hoan, dừng trên người thiếu nữ bên cạnh, khựng người nói, sao cô bé này lại ở đây? Thanh Đàn, Tiểu Viêm cũng khựng người nhìn thiếu nữ đó. Thanh Đàn ánh mắt hai người nhìn vậy chả hiểu gì cả, hình như hai người lại quen biết với nàng. Thanh Đàn, có nhớ Tiểu Viêm không? Lâm Động cười vỗ vỗ cánh tay Tiểu Viêm hỏi Thanh Đàn. Tiểu Viêm, Thanh Đàn chớp mắt, mãi lâu sau mở to mắt ra, nhìn thân ảnh to sừng sững, tay bịt miệng kêu, là Tiểu Viêm sao? Hồi Lâm Động và Tiểu Viêm rời khỏi Đại Viêm Vương Triều, Tiểu Viêm vẫn chưa hóa được nhân hình. Vì thế từ trước giờ Thanh Đàn chỉ biết Tiểu Viêm là một con đầu họa mãng hổ, nhưng hiện giờ không ngờ đã trở thành dũng mãnh thế này. Không phải chứ, người là Tiểu Viêm thật sao? Sao lại biến thế này? Cô làng tiểu nữ kinh ngạc trong chốc lát, xông tới đầy hiếu kỳ, bàn tay nhỏ vuốt vuốt lên làn da cứng cáp như là thép của Tiểu Viêm ríu rít nói. Tiểu Viêm nhìn cô làng thiếu nữ như con chim nhỏ bên cạnh, gương mặt lờ lu cười hiền hậu, trong đôi mắt ẩn hiện hung quang, ánh lên sự dịu dàng hiếm thấy. Hiển nhiên
hắn vẫn nhớ rõ chuyện trước đây, không lễ phép gì cả. Sau này gọi là Lâm Viêm đại ca. Lâm Động cười vỗ vỗ đầu Thanh Đàn, chỉ vào Tiểu Điêu bên cạnh. Người này thật ra đã biết muội lâu rồi, chỉ là trước đây hắn trong cơ thể ta, muội không biết. Hắn giờ là Lâm Điêu. Nghe Lâm Động nói vậy, Thanh Đàn gật đầu, tò mò nhìn Tiểu Điêu hạ giọng nói với Lâm Động. Lâm Điêu đại ca xinh đẹp thật. Thanh Đàn nói rất nhỏ nhưng vẫn bị Tiểu Điêu nghe thấy. Nhất thời gương mặt tuấn mỹ của hắn xuất hiện sự bối rối. Lâm Động thấy Tiểu Điêu trước mặt luôn mặt dày, không ngờ cũng biết bối rối, kìm không được bật cười. Các hạ là ai? Lâm Động là người trưởng giáo Nguyên Môn ta mời, mong các hạ đừng nhúng tay vào, tránh rước họa vào thân. Lão giáo xám thấy hai người Tiểu Điêu xuất hiện nhưng không hề để tâm tới mình, vẻ mặt khó coi lên tiếng lắm lời. Lúc này Tiểu Điêu quay lại, khóe miệng nhếch lên, chỉ là giết một ít đệ tử Nguyên Môn các ngươi mà thôi, cần thiết giận quá hóa mất khôn vậy không? Nghe thấy thế, sắc mặt lão giả áo xám lạnh như băng. Tên tiểu súc sinh này giết 540 đệ tử Nguyên Môn ta, sát tâm của hắn quá nặng. Nguyên Môn ta chỉ là muốn tốt cho hắn, mời về Nguyên Môn để tiêu trừ ma khí. Ta không cần biết người và hắn có quan hệ gì, vẫn khuyên người một câu, đứng một bên là tốt nhất. Nếu không cái giá phải trả không trả lối đâu. Vậy sao? Tiểu Điêu ngẩng đầu lên, lở nụ cười tươi rói rói, rồi dần trở nên dữ dằn. Hắn giơ bàn tay phải ra, một ngọn hỏa diễm tự hắc sắc ngưng tụ trên bàn tay, giọng nói lạnh thấu xương mà đầy lồng đậm ý vang lên. Lão cẩu không biết điều, huynh đệ của Điêu gia ta mà người cũng có tư cách quản sao? Chương 818, thực lực của Tiểu Điêu. Tiểu Điêu đứng trên không, ngọn hỏa diễm cháy rừng rực trong bàn tay. Ánh hỏa diễm phản chiếu lên gương mặt tuấn mỹ của hắn, phảng phất một thứ khí hùng sát khiến người ta phải lạnh gáy. Người trong Dĩ Ma Thành cũng sững người vì lời của Tiểu Điêu nói, sau đó thầm chép miệng. Người này rốt cuộc lai lịch thế nào mà Nguyên Môn hắn cũng không coi ra gì, không hổ là huynh đệ. Mấy người Ứng Tiếu Tiếu nhìn nhau một cái, tính cách Tiểu Điêu dường như còn cao ngạo hơn cả Lâm Rộng, lời nói cũng hùng hãn hơn, hoàn toàn không để mặt đối phương. Người muốn chết. Ánh mắt lão giả áo xám hoàn toàn lạnh như băng, cơ mặt co giật, rõ ràng bị lời nói không chút khách khí của Tiểu Điêu chọc giận. Nếu ngươi và tiểu tử kia là đồng bọn thì bắt luôn cả ngươi, lão giả áo xám hung hăng nói. Dựa vào ngươi thôi sao? Tiểu Điêu cười, hai tay chắp sau lưng, nụ cười không hề che giấu sự khinh miệt. Hành động của hắn đúng là ngây ngang, nhưng cũng có phong thái ngang tàng. Khí độ này cộng với gương mặt tuấn mỹ của hắn khiến cho không ít thiếu nữ trong thành ánh mắt lấp lánh. Để xem ngươi cứng miệng tới nào. Lão giả áo xám mặt tím lại, dùng nguyên lực cuộn trào biến thành một cái ngọn núi khổng lồ ập xuống Tiểu Điêu. Hừ, Tiểu Viêm thấy thế, sự hiền hậu trong gương mặt lập tức biến mất, thay vào đó là sát khí lạnh như băng. Gần như trong chớp mắt, một cái kẻ cao lớn hiền hậu biến thành một cái sát thần hung dữ. Để ta. Nhưng mà Tiểu Viêm chưa kịp ra tay, Tiểu Điêu xua tay. Sau đó bàn tay có ngọn hỏa diễm sơ ra, chụp về ngọn núi khổng lồ một cái. Ơi, chỉ thấy không gian xung quanh ngọn núi nguyên lực bỗng biến mất dạng, dường như bị bàn tay khổng lồ bóp vụn phá. Âm thanh trầm đục vang lên từ miệng Tiểu Điêu, không gian lập tức biến dạng cực hạn. Ngọn núi nguyên lực bị hắn một trường bóp vụn, nguyên lực hùng hồn ập tới từ trên trời. Sắc mặt lão giả tối lại, một đòn này của Tiểu Điêu đủ thể thấy được thực lực cường hãn của hắn. Dù gì thì chính lão cũng không thể tự mình có thể tùy ý khiến cho không gian biến dạng như vậy. Thực lực lại hồi phục thêm một chút rồi. Lâm Động nhìn cảnh tượng đó khẽ mỉm cười. Lần trước trên Ma Âm Sơn, thực lực Tiểu Điêu vẫn chưa tới mức này. Rõ ràng thời gian qua đi, Tiểu Điêu đã hồi phục không ít. Với thực lực hiện giờ, có lẽ trong sinh huyền cảnh nhị ca không có đối thủ. Tiểu Viêm cười khẽ nói. Lâm Động gật gù. Nếu là như vậy thì hiện giờ chẳng phải Tiểu Điêu đã là sinh huyền cảnh đại viêm mãn rồi. Không biết hắn sau khi hoàn toàn hồi phục sẽ tới thực lực gì. Chút bản lãnh đó cũng dám ngông nghênh trước mặt Điêu gia ta. Tiểu Điêu một trường bắp lát, ngọn núi khổng lồ, gương mặt hiện lên nụ cười lạnh như băng. Bàn tay có hỏa diễm rừng rực bỗng chuyển hướng lão giả áo xám rồi lắm lại. Uỳnh, không gian quanh lão một lần nữa méo mó. Hơn nữa trong không gian ấy có hỏa diễm tự hắc sắc bùng cháy, nhanh chóng ập về lão giả. Lão giả áo xám kinh thần sắc, vội vàng vung tay, nguyên lực trào dâng chống lại ngọn hỏa diễm khủng bố. Phụt phụt, nguyên lực hùng hồn ập tới ngọn hỏa diễm, nhưng mà tiếng phụt phụt không ngừng vang lên. Sau đó lão giả kinh hoàng nhìn thấy nguyên lực của mình bị ngọn lửa hỏa diễm kia thiêu đốt nhanh chóng tan biến. Phút, Tiểu Điêu cười lạnh, búng một ngón tay, hỏa diễm biến thành hỏa long, xuyên thủng lớp phòng ngự của lão giả áo xám, oanh kích lên người lão giả. Bùm, âm thanh trầm đục vang lên trên không trung. Sau đó lão giả áo xám kêu một cái tiếng thảm thiết, toàn thân bắn ngược về sau, bề mặt da của lão đỏ ửng, máu chảy khỏi miệng, khí tức yếu ớt, rõ ràng bị thương không nhẹ.
Khi mọi người thấy lão giả áo xám bắn ngược lại một cách thảm hại, ai cũng không nén nổi một hơi hít vào. Đây là cường giả sinh nguyên cảnh đại thành, không ngờ kiên trì được một chút như vậy đã bị gã thanh niên trước mặt đánh bay đi. Thực lực thật cường hãn, rốt cuộc người này lai lịch ra sao? Trên tòa lầu các của trong thành, Lăng Thanh Trúc nhìn chiến cục có chút ngưng trọng nghi hoặc nói: người này nhìn về vẻ ngoài tuổi tác không nhiều, nhưng đó không phải tuổi tác thật quán. Thực lực quán đã là sinh huyền cảnh đại viên mãn. Bên cạnh Lăng Thanh Trúc, một mỹ phụ ánh mắt ngưng trọng nhìn bầu trời. Đó là người dẫn đầu của cựu thiên tái thanh cung lần này, thực lực là sinh huyền cảnh đại thành. Đó là Lâm Điêu đại ca, huynh đệ kết nghĩa với Lâm Động đại ca. Tô Nhu bỗng nói: ồ, Lăng Thanh Trúc và mỹ phụ kia thần tình chấn động, quay sang Tô Nhu: ba huynh đệ Lâm Động đại ca đều đến từ vương triều Đại Viêm. Lâm Điêu đại ca bình thường rất hung dữ, ban đầu mới gặp ở Bách Triều đại chiến, huynh ấy còn muốn đuổi bọn muội đi, nhưng sau đó Lâm Động đại ca lên tiếng thì bọn họ mới đồng ý cho bọn muội đuổi theo. Tô Nhu cười nói: nhưng con người Lâm Điêu đại ca rất tốt, hì hì. Thường thì mọi chuyện Lâm Động đại ca quyết định, huynh ấy không phản đối. Lăng Thanh Trúc nhìn mỹ phụ, sau đó ngoảnh sang về phía Lâm Động với ánh mắt phức tạp. Càng tiếp xúc nhiều, càng nhiều chuyện của Lâm Động khiến cho nàng thấy kinh ngạc. Ví như cái gã thanh niên tuấn mỹ thực lực sinh huyền cảnh đại viên mãn kia lại là huynh đệ kiếp nghĩa của hắn. Hơn nữa theo lời Tô Nhu nói thì khó nhận ra được trong ba huynh đệ Lâm Động chiếm vị trí chủ đạo. Có thể khiến một người thực lực hơn hẳn thừa nhận vị trí chủ đạo của mình cũng không phải chuyện dễ dàng. Huỳnh huỳnh. Trên bầu trời, một cái luồng năng lượng cuồng bạo bùng nổ, một vài thân ảnh bắn ngược phía sau, chính là Tể Lôi và bọn Thạch Đồng mới giao chiến. Liễu U làm người bọn Thạch Đồng của Nguyên Môn nhìn lão giả áo xám tình trạng thảm hại, sắc mặt thay đổi. Thực lực của hắn vô cùng cường hãn, không biết từ đâu chui ra. Lão giả gọi là Liễu U sắc mặt cực kỳ khó coi nhìn Tiểu Điêu nói. Làm vị Thạch Đồng thoáng cau mày, ánh mắt tối tăm nhìn Tiểu Điêu, rồi Thạch Đồng lên tiếng nói: vị bằng hữu này, các ngươi lên cùng lúc đi. Thế nhưng hắn chưa nói xong thì Tiểu Điêu đã cười nhạt nói: ngươi. Thạch Đồng nghe vậy lập tức đại nộ, xem ra không cần thiết phải nói gì, kẻ trước mặt rõ ràng là kẻ đối đầu với bọn chúng. Được, hôm nay ta muốn xem người có bản lãnh gì mà dám cường hãn đến vậy. Thạch Đồng vung tay. Cách đó không xa, bốn người Tể Lôi trần chân nhìn vậy, khựng người rồi nhìn Tiểu Điêu, rõ ràng không hiểu tại sao hắn lại giúp đỡ. Hắn là ai? Tể Lôi nghi hoặc hỏi. Hình như là bằng hữu của Lâm Động, trần chân do dự nói. Trần chân từng gặp qua Tiểu Điêu, nhưng mà Tiểu Điêu hồi đó rõ ràng không muốn khủng bố tới mức này. Ba người Tể Lôi nghe thấy thế là kinh ngạc, không ngờ Lâm Động quen được một cường giả như vậy. Cứ giao bọn chúng cho ta. Tiểu Điêu nhìn bốn người Tể Lôi một cái rồi bước ra. Theo từng bước chân, hỏa diễm tử hắc sắc cũng bùng lên, nhìn tựa như là yêu thần sáng thế. Tất cả các ngươi xông lên đi, nếu không, không còn cơ hội đâu. Gương mặt tuấn mỹ của Tiểu Điêu dần hiện lên nụ cười lạnh lùng, lời nói không hề che giấu bá khí. Chương 819, lấy một địch sáu. Trên bầu trời, sắc mặt sáu người bọn Thạch Đồng vô cùng khó coi nhìn Tiểu Điêu phía xa, ánh mắt dần tràn lộ hỏa. Với thân phận thủ lĩnh sáu bộ của Nguyên Môn, sáu người bọn chúng đều có danh tiếng không nhỏ của Đông Nguyên vực. Bao năm nay chưa ai dám coi thường bọn chúng đến vậy. Khẩu khí của người thật lớn, không sợ bị giết chết sao? Sắc mặt Thanh Đồng tối sầm nói. Muốn giết Điêu gia ta, các người cũng đánh giá mình quá cao. Tiểu Điêu lắc đầu mỉa mai. Hắc hắc, được, vậy thì hôm nay xem thử người có bản lãnh gì, một mình địch lại sáu người. Sắc mặt Thạch Đồng lạnh như băng cười lạnh một tiếng. Nó cảm nhận được sự cường hãn của Tiểu Điêu nên chẳng muốn tỏ ra mạnh mẽ lấy một chọi một. Nếu Tiểu Điêu đã ngông cuồng như vậy thì lão cũng là vui vẻ đáp ứng. Vừa dứt lời, Thạch Đồng nhìn năm người bên cạnh, tất cả gật đầu, sau đó nguyên lực cùng bùng nổ. Sáu cái luồng nguyên lực hung hãn gào thét lao về phía Tiểu Điêu. Tiểu Điêu đứng trên không trung, thấy công kích của sáu người đánh tới, hắn khẽ nhếch môi, sau đó vung tay áo, hỏa diễm tự hắc sắc bùng phát thành cái quần lửa bao quanh người. Rầm rầm, nguyên lực hung hăng lao tới, cuối cùng đâm sầm vào quần sáng, nhưng chỉ vang vài tiếng lộ trầm rồi tan đi như tuyết gặp lửa. Chỉ vậy thôi sao? Tiểu Điêu cười nhạt, ánh mắt tối tăm nhìn sáu người bọn Thạch Đồng. Sáu người bọn Thạch Đồng thấy công kích mình liên thủ không chạm được một sợi tóc của Tiểu Điêu, sắc mặt không khỏi thay đổi, cảm thấy khó mà tin nổi. Sáu người bọn họ liên thủ cho dù là cường giả sinh huyền cảnh đại viên mãn cũng không thể hóa giải dễ dàng như vậy. Gã thanh niên trước mặt này rốt cuộc lai lịch ra sao, lại là cường hãn thế vậy? Thực lực cường hãn thật. Tể Lôi nhìn hình cảnh tượng đó, ánh mắt có phần ngưng trọng, sau đó trầm giọng nói: thực lực mà Tiểu Điêu thể hiện, có lẽ là ngay cả cường giả sinh huyền cảnh đại viên mãn của Nguyên Môn cũng không thể bằng nổi.
Trần Trần bên cạnh khẽ gật đầu, đối với thân phận tiểu điều hắn biết một chút, vì thế cũng không quá ngạc nhiên về lực chiến đấu kinh người của hắn. Nếu chỉ có vậy thì cút đi. Dường như tiểu điều không hài lòng với uy lực của đòn liên thủ giữa sáu người thạch đồng, ngọn lửa hỏa tự hắc sắc cháy rừng rực trong lòng bàn tay bùng lên, ánh mắt liếc nhìn bọn thạch đồng nói: người đừng có ép người quá đáng. Rõ ràng sáu người thạch đồng vô cùng giận dữ vì thái độ nhợt nhơ của tiểu điêu, trong dị ma thành hiện nên vô số người quan sát bọn chúng. Nếu như sáu người bọn chúng liên thủ mà vẫn không động được vào một sợi lông của đối thủ truyền sang ngoài, thì thể diện mấy lão giả này để vào đâu? Bố trí thiên nguyên trận, giọng nói ẩn chứa bạo lộ vàng từ miệng thạch đồng. Năm người còn lại lập tức bước vào, bước chân huyền ảo, nguyên lực hùng hồn tại thành quang trụ tụ lại, bắn ra một cái hình thành đạo quang trận bao lấy năm người. Quỳnh quỳnh, năng lượng cuồng bạo lan tỏa từ quang trận. Trận pháp hình thành do sáu cường giả sinh huyền cảnh đại thành tạo lên, thực lực rõ ràng là vô cùng khủng bố. Năng lượng đó khiến không ít người trong thành cũng phải biến sắc. Vô số cột quang trụ nguyên lực bắn ra từ quang trận, nhưng mà không hề tản ra, mà lại tụ chỗ thạch đồng với tốc độ kinh người. Theo những sự ngưng tụ đó, khí tức thạch đồng cũng lại nhanh chóng tăng lên mấy lần, còn khí tức năm người còn lại kia lại là nhanh chóng yếu đi. Xem ra năm người kia tạm thời chuyển toàn bộ nguyên lực của mình cho thạch đồng. Đây là thiên nguyên trận của nguyên môn, có thể tạm thời tiếp nhận nguyên lực của người khác. Tuy người nhận về sau có thể bị trọng thương, nhưng mà trong thời gian ngắn thực lực quán sẽ đạt tới mức độ kinh người. Tề Lôi nhìn thấy vậy, ánh mắt có phần nặng nề nói: nguyên lực của sáu người dung hòa, điều này cần phải rất hiểu nhau. Mấy lão già này đúng là có bản lãnh. Trần Trần gật đầu nói: nhưng mà Lâm Điều kia không phải là tâm thương, cho dù mấy lão già kia dùng tới tuyệt chiêu cuối cùng, nhưng muốn thắng hắn không phải dễ dàng gì. Nguyên lực hùng hồn vận chuyển quanh người thạch đồng, cảm nhận thấy nguồn năng lượng dồi dào này, gương mặt giả nua nhất thời trở nên lạnh như băng, ánh mắt quá chặt tiểu điêu. Sau đó lão cười lại một tiếng, thủ ấn biến hóa, chấn thiên ấn. Bụt, nguyên lực hùng hồn trào dâng như thủy triều, nhanh chóng biến thành một cái chiếc quang ấn khổng lồ, lớn hàng trăm trượng, tỏa ra những cái đường gợn sóng năng lượng mạnh mẽ, mặt đất dường như rung chuyển mãnh liệt. Bụt, quang ấn thành hình lập tức đem cái chiếc đuôi ánh sáng chói lòa lao thẳng tới tiểu điêu như là ngôi sao chổi. Thế này thì còn tạm được, nhưng cũng chỉ vậy mà thôi. Tiểu điêu nhìn quang ấn lao tới cười nhạt một cái, hai bàn tay khẽ lắm, hỏa diễm bùng phát biến thành một cái đôi cánh rơi hàng ngàn trượng phía sau lưng hắn. Đôi cánh rơi tràn ngập hỏa diễm, khẽ đập nhẹ thiên địa nổi cuồng phong, không gian trở nên biến dạng. Soạt, đôi cánh hỏa diễm tanh hình đột nhiên vỗ mạnh, ngay sau đó không gian bị xé toạc ra, trước bao ánh mắt chăm chú đập mạnh lên quang ấn. Ui, tiếng nổ vang trời cùng với năng lượng cuồng bạo tỏa ra từ bầu trời, một số người đứng gần thậm chí bị đánh bay ra xa. Rắc, tất cả mọi người thấy vậy, trên quang ấn bỗng nhiên xuất hiện vết rạn nứt, cuối cùng răng một rắc một tiếng lộ tung. Hự, quang ấn phát nổ, sáu người thạch đồng hự một tiếng, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt đầy kinh hãi. Người của nguyên môn cũng vậy mà thôi. Tiểu điều thản nhiên nhìn bọn thạch đồng sắc mặt kịch biến, hàn quang lóe trong mắt, thân hình khẽ động, đôi cánh rơi hỏa diễm đập mạnh một cái, nháy mắt xuất hiện trên đầu bọn chúng đập mạnh xuống. Rầm rầm, hỏa diễm đáng sợ cùng năng lượng cuồng bạo nhanh như chớp quanh kích lên sáu người bọn thạch đồng, khiến bọn chúng không kịp tránh né. Âm thanh trầm đục vang lên, sáu người thạch đồng cùng thảm bại bay ngược phía sau, máu tươi bắn tung tóe. Khí tức trên sáu người nhanh chóng trở nên yếu ớt hẳn, rõ ràng trọng thương không nhẹ. Thất bại rồi. Mọi người nhìn cảnh tượng đó lập tức vang lên những cái tiếng hít khí lạnh. Sáu cường giả sinh huyền cảnh đại thành liên thủ mà vẫn thất bại dưới tay thanh niên tuấn mỹ kia. Ngươi đừng đắc ý, đắc tội với nguyên môn ta ở Đông Huyền vực, chắc chắn không có chỗ nào cho người sống yên ổn. Sáu người bọn ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng nguyên môn ta cường giả nhiều vô kể, sớm muộn người cũng phải hối hận. Thạch đồng quết máu trên khóe miệng quát lớn. Lắm lời, ánh mắt tiểu điều lạnh như băng, sắc ý lóe lên, đôi cánh hỏa diễm lần nữa rạch tan không gian, đem theo kình phong mạnh mẽ đập thẳng xuống bọn thạch đồng. Xem chừng hắn muốn giết hết bọn chúng rồi. Ngươi! Bọn thạch đồng cảm nhận được công kích bỗng trở nên mạnh mẽ của tiểu điều và sát khí ẩn chứa trong đó, gương mặt tràn đầy vẻ kinh hãi, hiển nhiên bọn chúng không ngờ tiểu điều dám hạ sát thủ. Mau rút lui! Thạch đồng hô lớn, giọng nói có chút kinh hoàng. Nhưng rồi bọn chúng phát hiện rằng không gian xung quanh bị phong tỏa mất, bọn chúng chỉ có cách ngẩng đầu lên trơ mắt nhìn. Lâm Động đang nhìn cảnh tượng đó, đột ngột đồng tử bỗng co rút, bởi vì hắn thấy được không gian trước mặt thạch đồng bỗng biến dạng, sau đó bàn tay trắng bị to ra, cong tay búng nhẹ một cái, một đàn sóng năng lượng vô hình bắn ra đẩy lùi cánh rơi của tiểu điêu. Ai? Đôi cánh bị đẩy lùi, gương mặt tiểu điêu trở nên ngưng trọng, hai mắt nhìn chằm chằm không gian trước bọn thạch đồng quát lớn. Ha ha,
Từ lúc nào mà Đông Huyền vực của ta trở thành địa bàn của Thiên Yêu Điêu các người vậy? Người cũng quá coi thường nguyên môn ta rồi. Một cái tiếng cười vang vọng, sau đó tất cả mọi người nhìn thấy thân ảnh chậm chậm bước ra từ vùng không gian biến dạng, nhất thời thiên địa bỗng biến thành ảm đạm hơn. Một cái luồng năng lượng vô hình tỏa ra, khiến người ta có cảm giác muốn quỳ xuống triều bái. Đó là trên lầu các, Lăng Thanh Trúc nhìn bóng người, hít sâu một cái hơi khí lạnh. Một trong ba đại trưởng giáo nguyên môn Nhân Huyền Tử bên cạnh mỹ phụ cũng nắm chặt tay lại, giọng nói thốt ra có phần khó khăn.